ta để thang đo nhân 10, kiểm tra hai cuộn khởi động, bốn cuộn khởi động, chia đôi ra, số 3 dây dây màu xanh là số 1, đặt vào dây số 3 và đặt vào dây màu ghi, vẫn nên đều bằng nhau. Sau khi đã buộc xong, ta kiểm tra lại đầu ở đấy. Bây giờ đến phần nắn các cuộn dây này ra. Bước tiếp theo, ta thử cho rô to vào. Rất là nhẹ nhàng, không có va chạm gì cả. Rất là đẹp. Thế như vậy là về số liệu dây quấn, về kích cỡ cuộn ngoài này với cái bề dày này là 2 cm, thì chu vi của một vòng bên ngoài là 13,5 cm. Còn cái cuộn bên trong này thì giảm đi nửa cm, còn lại là 13 cm về chu vi, là rất là vừa đẹp cả trong cả ngoài. Đấy, rất đẹp, vừa vặn. Bước cuối cùng, kiểm tra lại, dùng đồng hồ kiểm tra lại. Ta để thang đo nhân 10, kiểm tra hai cuộn khởi động, bốn cuộn khởi động, chia đôi ra, số 3 dây dây màu xanh là số 1, đặt vào dây số 3 và đặt vào dây màu ghi, vẫn nên đều bằng nhau. Đặt vào dây số 3, đặt vào dây vòng màu ghi là tổng 4 cuộn khởi động và 4 cuộn làm việc. Như vậy là không bị đứt dây. Kiểm tra xem có ra vỏ hay không. Bật đồng hồ về nấc nhân 10K. Nhân 10K. Đồng hồ lên. Đặt vào số 3. Đặt que đo vào số 3. Đây màu trắng. Chạm que đo. Chọc que đo ra nõi sắt. Kim không nên, chứng tỏ là không ra vỏ. Như thế này là tốt. Bây giờ nắp vào để chạy thử. Sau khi đã quấn xong, buộc dây xong, bây giờ ta test thử, chạy thử xem là nó quay ngược hay quay xuôi. Trước tiên, đây là tụ 2 mi. Thử đã. Dùng đồng hồ để ở mức nhân 10K. Chập que đo. Kích kim. Kim lên hết đồng hồ. Tụ còn tốt.
trục này có thể là nó zip, cho nên là đấu tụ. Đây là dây tụ. Đây là dây nguồn. Đặt cặp vào số 1. Cắm vào điện. Giữ dây ổn định. Đóng cỏ ra. Chạy ngược rồi, chạy ngược chiều quay của cánh, cánh quạt sẽ quay chiều này, trục quay chiều này, nó ngược rồi. Ta thử số 2, đóng cỏ dao vẫn là quay ngược. Ta thử số 3, đóng cỏ dao vẫn là quay ngược. Vậy thì phải đổi cái đầu dây da này về phía trước bằng cách lật cái xích to này sang. Đấy, đang ở đằng sau, lật về đằng trước. Số 3. Đóng cỏ dao. Đã chạy xuôi chiều. Đã chạy xuôi chiều khi mình ngồi. Đúng chiều quay. Coi như test xong. Bước tiếp theo. Đổ sơn cách điện rồi. Đây là sơn cách điện.